con ngồi đây nha. Chị chú và ông ni tờ. Chị chú và ông ni tờ. Chị chú và tại do bé sinh vào cuối tháng 12 á, thì nó đang rơi vào cái dịp nghỉ đông ở bên Hàn mọi người, nên sẽ về lại tổ chức sớm một tuần hơn đó mọi người. Hôm nay ở trong trường cô giáo đã tổ chức cho bé Hành ở cả nhà. Cái này á là ở đây đem nhà mẹ ông con thích nó lắm hả? Vậy chút mẹ không quay ha. Ờ cái này là gì đây mà có nữa đây? À mẹ biết rồi. Đây là hồi sáng á, là ông xã của mình đi sớm á. Do là mình là thứ hai mọi người, là gửi quần mền cho bé, rồi khăn tập với dẫn bé đi á. Đã đem quà đặng trước mọi người. Cái này á là ở trong phòng bánh kem của bé Han này cả nhà. Cô giáo gửi đem về nè, cái nhà ơi, ăn bánh kem xong rồi cô giáo gửi cho đem về nhà. Y là y là y là cây chú cờ trái. Mình sẽ gửi quà ra cùng với bé Han nha cả nhà. Ôi sao con bỏ nó rồi, cái này con để dưới đây nha. Cây chú cờ ông ni ta. Cái này là tất cả các phần quà của bạn các bạn của Thế Han tặng cho Thế Han đó cả nhà. Đây một chiếc ví dễ thương lắm cả nhà ơi. Thế Han là Jupiter nè. Ôi cực kỳ dễ thương cả nhà ơi. Đây có chú gấu nè Thế Han à, có bé gấu nè Thế Han. Jupiter nê chứ. Nê dạ yeah. Dạ. Rồi để mình sẽ mở phần quà thứ hai ra nha. Cái này là của mẹ em bé tặng. Bạn của mẹ em bé có ghi lời chúc mừng sinh nhật nữa cả nhà ơi. Nói chung là khá mẹ của bạn khá là tâm lý luôn cả nhà. Ngã tư à? Con biết mở không? Con mở ra đi. Con biết không? Không hả? Trời ơi. Mất ăn rồi cô chú ơi. Không có nôn nhận quà chứ mình nôn ăn. Hôm nay mình đi siêu thị á. Ngồi đây với mẹ nè. Mình đi siêu thị á cả nhà. Có ghé siêu thị nãy bé rồi, ghé siêu thị mua trái cây. Hôm qua mình đi không có đi chợ, ghé chợ đó nha ơi, trời lạnh quá không có ghé chợ. Nên chỉ mua đồ ăn ở siêu thị là nhiều quá. Tên tên tên. Cái này không biết để làm gì nhé. Chắc là để tém tóc á cả nhà. Nói chung là mấy cái phần quà cực kỳ dễ thương. Đây Thế Han à, con ngồi xuống đây với mẹ nè. Ngồi xuống đây nè, anh trai vô. Thì thông thường mình cũng vậy nó mỗi người, mỗi lần mà tới thường có chúc mừng sinh nhật là chúc mừng của ba mẹ của các bạn á, có viết vào trên đây nữa, có người thì dùng thư, còn có người thì cái khổ giấy mà dạng giấy giấy viết chữ được á, thì ba mẹ cũng viết chữ lên đây để chúc mừng. Cái này thì mình sẽ đựng vào trong cái hộp để chiều cho ba bé về xem lại nha cả nhà. Cho nên chúc hôm như ta. Cái này chắc là hộp viết hay là ấy gì đây, để mình mở ra cho cả nhà xem nha. Dạ. Đó. Con có thích cái này không? Thế Han à, y có mùi gì giúp con biết con này con gì không? Con ọt, con nói ai? Mẹ ơi con ọt. Mất ra đi. Tê chi tiếng Việt Nam á là con heo. Heo. Con heo. Con heo. Thằng cung mình là Tê Chi. Xếp hình. Xếp hình nó giống như gì nè mọi người. Nó mua chùa ai ơ. Để nữa mẹ cho con xếp hình nha. Rồi con để đây đi. Để cái này xích ra. Ý có Thế Han nó mua chùa. Nó mua chùa. Bé mình đang cái tuổi từ 3-4 tuổi nè mọi người,
là nó thích ghép cái mấy cái bức tranh lại lắm luôn cả nhà. À, chồng mình cũng có mua cho bé mà thấy bé còn nhỏ nên chỉ mua có hai ba loại ghép đó mọi người, chỉ như hai ba miếng ghép lại thôi chứ chưa có cho cái ghép xuống lượng nhiều quá cả nhà. Lại đây nè, lại đây cho cô chú coi, nhanh lên, vô kia anh sao vô qua kia bà Ông mà ơi, con coi con để trên bàn á, con gắp vô cho cô chú thấy, nhanh lên, khoe với cô chú mà, mình đang khoe với cô chú mà. chưa Vô kia anh cho, vô kia nè. Ôi bùa. Rồi rồi, con lên đây nè, con lên đây nè. Con lên đây, con chơi đi, con còn nè. Đó. Rồi con gỡ ra chơi đi. Đó. Wow, dịp tích à. Thì con tôi biết Ở YouTube con đừng đứt ra, con nói chuyện đi, cô chú mới nghe rõ, đúng cũng cũng không? Ừ. Rồi con để nó vô đây nè. Con chơi đi, ui già dịp tích à. biết Nó hành nông chùa. kiếm ta nông chùa Ừ. ông ơi Để đây trên nè, để đây nè, đi chơi bù đó vô kia bà. Con để gốc tích kia nó rớt xuống đây nè. Ừ. Ông ơi tôi Ơi. cho Mua. Tóc tóc đâu hả con? Mẹ biết rồi. Tóc nào rồi Ừ. Ông mà chú xin mẹ, thấy anh chú xin mẹ. Cô mẹ cô bạn có gửi thư chúc mừng bé Han nữa nè. Wow. Nói chung là cũng những lời chúc mừng sinh nhật, sang năm bé được mau ăn chóng lớn và chăm học thì cũng như bên mình vậy mọi người. Cái này là gì đây? Rồi sao mẹ có thể gửi ra đây nè. Bây giờ mình thấy thử một hộp đi hết cả nhà. Mèn ơi, nó dốt ba con ơi. Cho gì? Cái này để làm gì? Cái này là đất nè mọi người ơi, nó giống như đất nặng vậy đó. Để nặng hình đó mọi người. Để nặng hình mấy cái con này nè cả nhà. Cái này để nặng hình mọi người, hình là con gấu, con thỏ. Giống như là đất nặng nhiều màu cả nhà. Cái nắp màu gì á thì ở trong này nó sẽ có phần đất nặng của cái đó mọi người. Thế anh à, y có mà thế anh ơi, cái này để làm gì ta? Cái này để ý tí nữa mình gỡ ra mọi người, không có cái đồ gỡ. Cái này chắc là cái đồ đánh đánh bóng á. Thế anh này y có mua xe chưa? À đánh banh cũng tin từ từ giống đánh lên bàn hay sao á, mình cũng chưa thấy cái loại này. À đúng rồi, gì nè mọi người, sọc tay vô để đánh. Thế anh này y có mua xe rồi nè. Anh bạn nhỏ thấy cái này thích quá chừng luôn mọi người, chơi cái này rồi. Để tí mình quay con nhóc cho cả nhà xem. Ơi cái này nó bị kẹt tay rồi. Cái đồ nắng tuyết nè Kim Thế Hanh à. Rồi mẹ bạn có gửi lời chúc mừng sinh nhật cho bé Hanh nữa nè mọi người. Thế Hanh à, Thế Hanh à, y cô bố xe vô nè, cu kê kê ấy gì Uri nè, Thế Hanh két két nè,
Sana. Ê, chân nịch. In hay mùi gì vô? Mà con bù e. Con bù e hả? Con bù e. Giỏi vậy. À, là mình bảo là tại sao hôm nay đây sẽ đổ quà sinh nhật của mẹ đi. Bảo là bây giờ con mất học rồi. Lấy cái này chơi rồi cả nhà ơi. Anh chơi. Ở đây nè có nè, vô ghi tôi thì sao? Bá. Đi cấp. Còn gì? À, đem mẹ để vô hộp hết cho bé Hanh nha. Rồi bé Hanh lại đây chơi đi. Bé Hanh đi đâu vậy? Cô chú đâu có thấy bé Hanh. Đem đồ chơi lại đây ngồi xuống. Này, mẹ xách xách vô, xách vô. Ô, con ngồi đi đi chơi đi, gắn lại. Chơi cái này phải chơi từ từ, chứ con mãi quá đâu có được. Sao con? Ở trên này mẹ bạn cũng có ghi lời chúc mừng sinh nhật nữa nè. Cái hộp túi quà cực kỳ dễ thương à. Mẹ coi nha. Anh theo tôi mà chú theo. Đâu rồi chú theo gắn. Con coi đúng hình gắn mới vô nè. Cái hình đó nè. Con coi cái hình đó làm sao gắn vô. Rồi con ột thì cái con ột tới đâu rồi. Gắn cái chanh con ột vô. Ừ, con gắn vô đi từ từ. Cái này không có nóng lòng được. Cái túi quà này cũng cực kỳ dễ thương. Cái này cả nhà nhìn dễ thương quá trời luôn. Sana Jupita. Cô xem. Ừ. Cái này để mình xem nhé. Anh bạn nhỏ có. Tua chú xe vô hả? Sao rồi gắn không được hả? Ngã tiêu tua chú xe vô. Đúng rồi mất à. Con ngắn từ từ, cái này là bút màu giống kiểu bên Việt Nam mình cho mọi người. Cho mấy bé vẽ và sơn lên nè. Cái này cực kỳ giống của Việt Nam mình luôn. Đây, cái này là Bobo nè, bé Hanh thích Bobo. Bé Hanh, Bororo no mua chùa. Rồi con gửi ra đây. Gì kế mùi á? Mùi là gì kế mùi dạ. Hỏi mẹ ơi, cái gì dạ? Nè con gửi đây. À, ở bên đây á, đang thịnh cái coi chương trình thiếu nhi Bororo á, nó tên là Bororo á mọi người. Nên là mấy cái hình mà có tranh ảnh tê rồi tôi chú xe rồi có tranh ảnh đó là mấy bé nó rất là thích đây. Rồi con lấy em ra đi. Cái này thì không thấy như là không có để tên dưới ấy cả nhà. Đây bên kia con bên đây. Ồ mẹ bạn tâm lý quá, cái này để cho Hanh đi về nội với đi chơi nè. Ở dưới nội Hanh cũng có cái này. Mấy bạn nhỏ đi về thường thường mình đi về nội hoặc đi chơi đường xa mình cũng đem theo một cái hộp cái gì, một hộp đựng muỗng đũa với một hộp kem đánh răng như vậy cho bé mọi người. Bye bye. Sergio, cái này. Cái này là cái gì ạ? Chi giặt. Chi giặt. Để làm gì đó? Để làm gì thế? Anh tiêu. Không, đừng có mở ra, không có mở được. Chừng nào mẹ kêu mới mở, giờ đừng có mở. Dùng để đánh răng, con nói là đánh răng. Đánh ở đâu nè, đánh ở đâu? Ai chụp. À hả, hả nhăn nhà đừng đánh hả? Đâu con ví dụ cho mẹ coi. Tức kìa. Ấy rồi đừng. Để mẹ gửa cái. Ông mà xích xo. Chỉ cần mình tê, mình chỉ ví dụ thôi. Được chưa? Con mà đi vô. Xin nhìn chúc hành người ta kim thê hành nữa nè. Bạn gửi. Ôi giống nhau nè. Ủa không lẽ ông lẽ cái này là sinh đôi ta. Ôi hai cái túi quà nó giống nhau hoàn toàn luôn nè. Đây mẹ kiểm tra coi trong này có bong bóng không. Nếu có nữa là chính xác rồi. À không có bong bóng. Cái túi này thì có bong bóng. Giống với nhau quá nè. Mẹ tưởng đâu là hai cái giống nhau luôn chứ.
À, dễ thương quá. Cái này cũng là một hình Bororo luôn cả nhà ơi. Nè con, y con. Giờ đâu vô xe vô, y có mùi gió. Đi chơi. Hả? Đi rồi hả? Đi rồi, cái này cũng là chiếc kha hả? Ơi nè. Chị Cũng giống luôn có cả nhà ơi, cái này cũng là kem đánh răng luôn. Nhưng mà thành nói chung là mấy cái này rất là thông dụng luôn. Này thông thường bố mẹ mình cũng vậy, tặng mấy cái vật dụng mà bé thường hay xài liền hết cả nhà. Rồi đây. Cái này là tên của bạn với gửi cho bạn cái ha. Bây giờ mình sẽ mở ra nha. Chặt quá luôn nè. Cái này có thiệp nữa nè cả nhà ơi. Ôi mẹ của bạn này thật là chu đáo nè nha. Ôi cực kỳ dễ thương luôn cả nhà. Ôi dễ thương quá nè. Cái này để về cho bố đọc đi nha. Cái này mẹ bạn viết dài quá. Anh đây ồ, con chơi từ từ đi. Cho anh xin hi dò ra bố xe ô. Ông xã mình về tới luôn nè cả nhà ơi. Hôm nay anh được về sớm, mình tính nó giống như mọi ngày á, chờ anh về khuya quá nên là khui quà cùng với bé, chứ mỗi khi bố về tới 10 giờ tối luôn cả nhà, có khi bé ngủ rồi, rồi có khi là ba giờ kia. Ơi, y cô chim cu, cái hành chim cu bô xeo, chú xeo này. Đây cái này à, em một bé siêu nhân là cái nhà. Đây lại đây nè, gỡ cho mẹ chơi cái bô xeo, chơi cái bà. Cái này là kẹo cả nhà ơi. Cái này cũng cực kỳ dễ thương luôn nè. Kẹo cái nhà ơi, nhiều lắm, ở trên này còn nhiều Ông mất kẹo. lắm. Vô kia ba, ông mà chú xe Kẹo. à, kẹo 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 chút. à, kẹo thanh kem một à, Ăn cái bột vô kia anh cha, Chả vô kia anh cha. cái Ôi rồi rồi rồi, gớt kẹo ơi. Ông Ờ, ông mama mê ngồi xuống anh chơi vô. Giỏi. Giờ con gửi phần quà này hả? Giờ con gửi ra đây cho anh xem đi. Wow, mùi gì giống này? Đi có mùi gì giống? Ngồi xuống con, ăn chơi không? Ăn chơi không? Cứ đây. Đây, cái này là gì đây? Để mình xem cho anh. Ồ, cái này chú chim nhỏ nè anh ơi, dễ thương lắm anh. Con cầm nó lên phay với cô chú ơi. Đấy, cô chú ơi, con có cái con này ngộ lắm nè, con siêu nhân. Nói ai? Siêu nhân. Thấy cô. Cái này cũng là cái dạng ghép hình luôn cả nhà. Anh chỉ có mạnh thôi, chẳng có mấy cái này đóng xuống này cả nhà, gấp lại xong rồi dùng búa gõ. Ai là người lọ gõ mà nó rớt cái này ra là coi như là người thua cuộc cái nhà. Đây nè, ở được cái khung này, đây là búa. Còn cái này là gì thì để tí nữa tham khảo qua ông chồng, mình cũng không rành nữa cả nhà. Cái bụi á.
Orange. 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 Orange tài chi. Orange thì orange không chứ. Ông ơi, telephone call cho xem. Đây, mẹ của bạn có gửi chúc lời chúc mừng nữa nè cả nhà. Ai? Chị về. Hành trang á. Ta. Fan ở bà cherry chú xe rồi. Thế Hani có nổ rõ. Nổ rõ nào á. Đây, cái này từ từ Việt Nam mình nè cả nhà ơi. Cái này đồ chơi giống giống ở bên Việt Nam nè. Ủa, để mở nguồn coi. Rồi cái này sao đây? Yếu ổ tất kê hay luôn. Chẳng cảm ơn nha. Ông mong bố xem. À, cái này để vô rồi giật cho nó quay cái nhà. Vậy, để tí nữa làm thử. Bây giờ một phần thu quà đã xong rồi, mời cả nhà cùng ăn trái cây với hai mẹ con mình nha. Hôm nay mình mua được nho mẫu đơn nữa nè cả nhà. Mẫu đơn lúc này gần hết mùa cả nhà ơi, trời lạnh quá nó sắp hết mùa. Nhưng mà vẫn cực kỳ ngon nghe cả nhà. Mà bút chặt. Để chút nữa mẹ hỏi lên hú ê cho khoai vô cho con nha. Em cơ. Con ăn kẹo hả? Không mày ý kê mùi á. Cái đó là đắt nặng á. Chơi cái. Chết đi bà. Ông mà chung mà chung rồi. Chua đi. Chung mà chung mà chung mà. Chung mà gần hết mùa nên mình cũng mua thêm một vài lần nữa cho bé Han ăn mọi người. Hết mùa xong sang năm nó cũng sau 7 tháng gì nữa nó mới có chung mùa lại. Chung ơi. Nó mua chùa á. Còn cái này nó để mình xem nha, cùng với cả nhà nha. Cái này là ở trong trường cô giáo làm cho bé Han nè mọi người. Happy birthday Kim Thay Han. Cái này là lời chúc nè của cô giáo của các thầy cô ở trong trường gửi cho bé Han. Ừ.
Cái này chắc là các cô dạy cho cô Han tô màu á mọi người. Cũng cực kỳ dễ thương ha. Đây là tiệc sinh nhật mà cô giáo chụp hình lại mọi người. Cái này chụp hình gửi Chú liền ở tại mày, trường á, cho nên là nó hơi mờ cái nha, không có thấy rõ. Cái này là các bạn của cô Hai nè mọi người. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12 bạn cả nhà. rồi con chào tạm biệt cô chú đi, rồi rồi mình bye bye cô chú đi. In ra nói lại rồi ngồi nghe ngắn là nói à. Bye bye cô chú, chào tạm biệt cả nha. Sao anh Son sao? Son bye bye coi. À, video của mình đến đây là hết rồi. Nếu mà mọi người cảm thấy vui vậy